Trước mặt chúng ta là một cây xanh, một cây xanh già, một cây tầm trung, cao cỡ 80 cm. Cây này thì cũng phải hai người bê. Cái đặc điểm của cái cây, này thì nó có một cái điều là như thế này, họ cũng hũng phủ đá này, họ được đặt cây lên để cho tạo rễ xuống này, nhưng mà cái chậu của nó rất là mỏng, các bạn có thể hình dung không ạ? Đây cái tay của mình đây, cái chậu nó rất là mỏng, cỡ khoảng độ tầm 7 phân, rất là mỏng, rất già. Đây bà ngoại làm rất kỹ. Họ làm rất kỹ. Các bạn nhìn cái rễ đâm xuống này. Rễ đâm xuống. Cái này trong chậu lâu rồi. Họ thả bằng đá san hô. Đá san hô. Rất kỳ quái cái gốc rất đẹp. Bây giờ chúng ta xem tổng thể của cây nha. Và đây là tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình.